các bạn đến với chương trình kênh laptop sachtayshop.com. Hôm nay có mặt tại trường quay chúng ta, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những mẫu máy được ưa chuộng nhất trong năm, có thể là 2018 này nhiều người yêu thích nhất. Chúng ta có thể thấy hôm nay rất là nhiều mẫu, gồm có HP, Dell, Asus, Lenovo, rất là nhiều mẫu, nhưng có cái màn hình mỏng nhỏ. Trong cái số cái mẫu này chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về một cái mẫu máy HP. Đây là dòng HP Folio 9480M. Thế thì làm sao mà mẫu này trong năm vừa qua được rất là nhiều người yêu thích, và chúng tôi đánh giá rằng năm nay cũng sẽ vậy, máy sẽ được rất là nhiều đông đảo các bạn mua vì mức giá đã tốt hơn lúc trước nữa. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là mặt máy có một cái màu sáng kim loại rất là đẹp, màn hình được trang bị 14 inch, khá là mỏng và thanh tao về đường nét. Bàn phím màu đen trên một cái nền màu bạc. Toàn bộ khung này là khung hợp kim nhôm rất là chắc. Máy khá là mỏng nè, chúng ta thấy rất là mỏng. Vừa thoáng nhìn chúng ta cũng có thể thấy máy nó là đá như là một chiếc MacBook. Các bàn phím, đây là có phím, chúng ta có thể nhìn thấy là phím có đèn, và các cái nút bàn phím thì được tách thưa để chúng ta có thể thao tác rất là dễ dàng. Hiện tại máy này được trang bị Core i5. Chúng ta xem sơ và cấu hình tí xíu. Máy này là trang bị Core i5-4310U, CPU 2GB lên up to 2GB 6. Bên trong máy thì máy đang sử dụng RAM 4GB, các bạn có thể thích nâng cấp lên 8GB. Chúng tôi cũng có loại RAM 8GB với cái ổ cứng SSD 128GB hoặc là ổ cứng 500GB. Chúng ta có thể có sự lựa chọn theo ý mình. Chúng ta cùng xem sơ về các cái cổng thiết bị của máy. Mặt trên của máy thì bên đây là nút power, một nút tắt và mở wifi, mà tắt loa. Đây có một cái bảo mật vân tay. Mặt không phải của máy đầu tiên, chúng ta có thể thấy là hai cổng USB, DisplayPort, VGA, một cổng kết nối LAN. Mặt sau của máy hoàn toàn là trống trơn. Mặt hông trái, một khe tải nhiệt, mặt khóa. Đây là cổng USB 3.0 nè, một headphone, và cổng FC để chúng ta có thể kết nối thêm cái thiết bị. Rồi, xét về cơ bản thì hãng HP rất là chú trọng đến việc cái độ bền, cho nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một cái màn hình rất là hoàn hảo về cái chất lượng để đạt được cái yêu cầu của Hoa Kỳ, đó là màn hình chống chói, nên chúng ta có thể an tâm khi sử dụng. Máy có độ bền, tuổi thọ rất là cao hơn hẳn các dòng máy thị trường hiện nay. Với các cái thiết bị như chúng ta nhìn thấy bên hông thì chúng ta có thể dễ dàng làm việc trong công việc văn phòng của chúng ta, hoặc là chúng ta đi ra ngoài thì máy nó rất là nhẹ, cầm lên tay khá là hợp lý và nhẹ nhàng. Với mức giá dao động hiện nay từ 8 đến 11 triệu thì máy này đã nằm trong một phân khúc nó nhiều mẫu hình nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm khi các bạn gõ vào cái tìm kiếm của chúng tôi, là ví dụ như các bạn gõ 9470 hay 9480 thì sẽ ra cái cuộc tìm kiếm rất là nhiều mẫu tương đồng với nhau, mức giá nó khác nhau tí xíu. Hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng tại số 617 đường 3 tháng 2 phường 8 quận 10 để tham khảo trực tiếp sản phẩm này. Hôm nay đây là một bài review. Sẵn đây tôi sẽ trả lời các câu hỏi trong tuần rất là nhiều bạn đang gửi đến câu hỏi chúng tôi. Một câu hỏi từ anh Huỳnh Minh Trọng, anh ấy đang rất quan tâm tới cái dòng HP 9480 này, nhưng mà anh tìm trên mạng thì thấy rất là nhiều nơi bán sản phẩm này với cái giá chênh lệch nhau rất là lớn, tới vài triệu đồng, và anh đang không biết phân vân làm thế nào để lựa được nơi bán sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Chào anh Trọng, ngày nay thì chúng ta tìm cái giá của một sản phẩm rất là dễ dàng, hay tìm trên mạng rất là dễ, với mức giá chênh lệch với nhau nhiều. Tuy nhiên đây là một cái máy tính, cho nên là chúng tôi khuyên các bạn hãy tìm được cái nơi nó phải là tương đối có tiếng, ít bị comment xấu và đã được tồn tại lâu năm. Những nơi tồn tại lâu năm thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn
họ sẽ chọn được cái nơi nào những dòng máy tốt hơn cho những người mua. Vì đơn giản là ai cũng tôn trọng cái người dùng, đó là cái sự uy tín của người bán hàng. Mức giá hay là nhân định, chúng tôi không rõ thị trường đang ở tầm giá bao nhiêu, nhưng tại chúng tôi vì sản phẩm đi theo là hàng chính hãng, cho nên chúng tôi rất là chú trọng về những cái ví dụ như là sạc pin của hãng, nó sẽ đi theo cái máy, nó sẽ đảm bảo được độ bền cho máy. Với mức giá chúng tôi ấn định là chúng tôi đã trừ cái chi phí, trong đó bảo hành cái thì máy vẫn đáp ứng được khá là tốt những cái yêu cầu đấy. Các bạn có thể tham khảo thêm tại cửa hàng để được người ta thấy rằng cái máy nó hoàn hảo như thế nào đó. Và tránh mua những cái nơi nào mà nó rẻ quá hoặc là nó thiếu chuyên nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến túi tiền chúng ta, và không phải là bỏ một khoản tiền vớ vẩn cho những cái nơi đấy họ gạt mình nhé. Bên shop mình có giao hình thức giao hàng qua tỉnh không anh? Dạ có anh. Về việc mua hàng ngày nay, bạn có thể đặt hàng ở từ xa qua hình thức COD. Các bạn có thể đặt hàng trên website của chúng tôi, hoặc là các bạn đặt hàng qua hai hotline của chúng tôi là 0908115124 và 0903344188 để mà có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ việc chọn sản phẩm cũng như là đặt hàng online. Chúng tôi sẽ gửi hàng nhanh nhất 1 đến 2 ngày đến nhà bạn, tận nhà bạn. Bạn có thể mở máy kiểm tra và thanh toán cho bên vận chuyển. Sản phẩm vẫn được bảo hành như nhau. Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ từ xa rất là tốt cho tất cả mọi người như nhau. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn shop.